da dách thùng 2021 19 đầu. Con này là siêu lướt nha các bạn, đang đeo biển số đẹp, vô sẵn 4 món ăn chơi xịn. Xe này là giá dách thùng đầu 19, giá dách thùng 2021 đầu 19. Mình full sẵn 4 món ăn chơi xịn cho giá dách. Cái thứ nhất, cái thứ hai, đây xe đang đeo biển số rất là đẹp, 36677. Nó là hai cái đôi mà hai cái đôi lên luôn. Còn xe thùng siêu lướt, đồng hồ 3.300 cây, mình nhớ không nhỉ? À đúng rồi. Nói chung là về cái chất xe thì mình bao gin 100%, vô sẵn 4 món ăn chơi của gia dách. Còn xe thùng mà lướt 3.300 cây thì thật tình mà nói, ở góc độ mình cũng là người chơi xe, họ chỉ mới chạy GoDai giùm cho các bạn, nó không có gì hết. Xe đẹp như xe thùng, không một vết chạy vết xước gì hết. Có nghĩa là mình vệ sinh rửa gáy sạch sẽ xong là lại lên sàn lại cho các bạn. Còn xe có sẵn 4 món ăn chơi xịn thì giờ 4 món ăn chơi xịn của gia dách cũng 20 mấy triệu rồi. Thì anh em đỡ tốn được cái thứ nhất. Cái thứ hai là xe đang đeo cái biển số đẹp luôn. Còn cái biển số đẹp này mà ở trên cái xe cọp á, xe thùng mà không cọp thì thôi, không biết cái xe gì mới cọp à. Đó, thì bây giờ biển số đẹp ở trên xe cọp nữa thì nó mới có giá trị rất là cao. Đó, anh em có sẵn được cái biển số đẹp luôn. Này là khách khác tỉnh á, thì thích biển thì cứ giữ quỹ quyền. Còn trung tỉnh thì sang tên giữ biển. Còn anh em khác tỉnh mà muốn lấy cái con này thì thôi mình chọn con khác đi. Mình cũng còn xe thùng hoặc là xe thùng siêu lướt vậy đó, mình vẫn còn như thường. Còn bên cạnh đó thì những con mà đang đeo biển số thì cửa hàng có hỗ trợ gấp nha các bạn. Thú thật các bạn á, cái xe da dách thùng mà nó siêu lướt 2-3 ngàn á, cây á, ví dụ như đắt vỏ nè, ga gió như thế này còn nè đó, thì tôi nói thật với các bạn, nếu mà tôi chịu mua bán mà méo mó chút xíu á, tôi chỉ cần thay cái đĩa này nè, rồi thay cái đĩa mới là một. Cái thứ hai á là thay bộ nhông sinh dĩa là hai, là xong mình đăng xe thùng vẫn được. Đó, có nghĩa là mình sẽ thay bộ nhông sinh dĩa. Ở đây nhông sinh dĩa riêng của nó nè các bạn. Đó, ví dụ như giờ nếu mà mình quay về xe thùng á, mình chỉ cần thay bộ nhông sinh dĩa nè, với lại thay hai cái đĩa là xong. Là xong mình bán lại giá trị xe thùng. Nhưng mà chỗ mình thì anh em nếu mà có theo dõi kênh YouTube thì hồi nào giờ mình không bao giờ mua bán kiểu đó. Giống như xì bò vậy, mình chẻ máy lần đầu là mình sẽ nói mình chẻ máy lần đầu. Không có chơi trò lương lẹo, mấy trò đó không có bền với 5 tháng, không có bền với thời gian được. Chỉ bán được 1-2 chiếc rồi thì có nước mà đổ quần thôi. Nên tính mình mua bán là thà là có sao nó vậy, anh em thương thì ủng hộ thôi. Mình chỉ gợi ý cho các bạn, mình tư vấn khuyến cáo cho các bạn thôi. Có nghĩa là như anh em chơi một con này so với một cái xe thùng, các bạn ngợi được gần trên 100 triệu. Tại vì cái biển số này giờ các bạn đi mua là khoảng 100 triệu. Dám chắc với các bạn là đi mua, nếu mà các bạn mua được cái biển số này, mình đang nói trong cái tình trạng là các bạn có thể mua được đó nha, mua được biển số đẹp á, thì cái biển này đã trên 100 triệu. 4 món ăn chơi là trên 20 triệu nữa, có nghĩa là gì, các bạn ngợi được 120 triệu. Rồi, còn xe thùng lướt 3.300 cây thì thú thật với các bạn đi mua xe thùng về á, thì các bạn đổ xăng vô chạy cái này nó cũng là rồi thành xe lướt rồi. Thì anh em cân nhắc cái phương án này là phương án rất là hiệu quả nha. Thứ nhất là có một xe đẹp, vô 4 món ăn chơi sẵn. Thứ hai là biển số đẹp luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip.